Xin chào và rất vui được lại các bạn trên kênh Hồng phim. Và ngay sau đây mời các bạn cùng với chúng mình cập nhật những bộ phim hay và hấp dẫn có trong ngày hôm nay nhé. Bộ phim Em là niềm kiêu hãnh của anh chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Cổ Mạn. Mới đây vào ngày 15 tháng 7, đoàn phim đã công bố thêm bất thơ mới và video tương tác của hai nhân vật chính. Trong đó Dương Dương thủ vai Vũ Đồ, một kỹ sư hàng không vũ trụ, Địch Lệ Nhiệt Ba vai Kiều Tình Tình, nữ minh tinh xinh đẹp. Sau quá trình kiểm duyệt gắt gao, em là niềm kiêu hãnh của anh liên tục tung phúc lợi cho fan. Hôm 12 tháng 7, đoàn phim đã tung hai Potter mới vô cùng đặc sắc. Trong ảnh, cả hai đã chứng tỏ mức độ khen mít chi siêu đỉnh dù không hề có bất cứ tương tác bằng hành động nào. Còn lần này, hai Potter là dành riêng cho hai nhân vật chính. Vu đồ cười rạng rỡ đốn tim khán giả, kiều tinh tinh khoe chọn nhãn sắc hoàn hảo. Nhìn chung, Potter mới càng khiến fan nóng lòng chờ đợi ngày phim lên sóng. Video tương tác của Dương Dương và địch lệ nhiệt ba khèm mít chi ra sao khiến dân tình phải thốt lên. Trời ơi, cái video ngọt quá. So với Potter phong cách giãn cách xã hội như lần trước, thì việc tung video lần này thực sự đã làm nức lòng phàn. Tâm trạng của các mọt phim và fan Dương Dương nhiệt ba sau khi được hưởng phúc lợi từ em là niềm kiêu hãnh của anh. Xem video thấy ba béo và Dương Dương cưng vậy, đúng kiểu đang làm nũng với người yêu á quý vị ơi. Có ai xem như tôi không? Xem đi xem lại 7749 lần, sắp bay cái nút replay rồi. Poster đẹp, cậu dương đẹp trai không thể chối cãi. Muốn xuyên màn hình cắn hai cái má ấy ghê, tim nào chịu nổi đây, bỏ bối mau mau đi bill nào. Cuộc sống quá mệt mỏi rồi, coi phim ngọt chút để bù lại nào. Hy vọng phim của bỏ bối nhà tôi sẽ sớm được phát sóng. Lấp la lấp lánh, kiểu tinh tinh sao mà xinh đẹp thế này. May quá lần này là video chứ không phải poster giãn cách xã hội nữa vẫn là đúng đoạn gần chạm môi thịt cắt. Xinh quá bà ba ơi, đúng chất minh tinh trong phim lẫn ngoài đời. Theo như thông tin trên Weibo, bộ phim đã qua kiểm duyệt và sẽ lên sóng vào ngày 18 tháng 7 này. Như tin đồn thì phim chỉ có 27 tập nhưng đủ để làm fan đứng ngồi không yên bởi em là niềm cứu hãnh của anh được xem là tổ hợp vi đỉnh cao siêu cấp vũ trụ. Nhiều fan còn chốt như đỉnh nóng cột rằng nội dung phim nhảm cũng được. Bởi vì dù phim chưa lên sóng thế nhưng hai cái tên Dương Dương, Địch Lệ Nhật Ba cũng cho thấy nó được tổ độ về vi Trước đó, sau khi quay kiểm dịch, ekip phim đã tung ra hai poster mới vô cùng đặc sắc. Trong ảnh, cả hai đã chứng tỏ mức độ khen Michi siêu đỉnh dù không hề có bất cứ tương tác bằng hành động nào. Ảnh poster mới nhất của em là niềm kiêu hãnh của anh được tung ra vào đúng 9 giờ sáng ngày 12 tháng 7, theo giờ Việt Nam. Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba ngồi cách xa nhau, ở giữa có một khoảng trống khá lớn. Thế nhưng không vì thế mà cặp đôi xa mặt cách lòng, xoáy ca vu đồ và thỏ nhỏ kiểu tinh tinh vẫn rất ra sáng vợ chồng son. Dương Dương diện lên mình bộ vét bành bào, khoác tay lên ghế ra dáng trưởng thành đĩnh đặc. Địch lại nhiệt ba ngồi tư thế khá e ngại, lại cố ý để tay lên ghế như muốn được ai đó nắm lấy. Chồng địch lại nhiệt ba và Dương Dương cứ như thiếu niên tuổi 18, bẹn lẽn trong ngày đầu hẹn hò. Khắp với Potter đầu tiên, trong bức hình thứ hai thì Dương Dương và Địch lệ Nhiệt Ba đã liếc mắt đưa tình, chăm chú nhìn nhau đắm đuối. Hành động thân mật đầy ẩn ý này khiến fan hâm mộ đứng ngồi không yên, lót dép ngồi hóng, em là niềm kiêu hãnh của anh lên sóng. Thú vị không kém phần hình ảnh đó là nội dung khắp sân mà ekip em là niềm kiêu hãnh của anh đăng kèm. Đoàn phim có nhắc tới tên Dương Dương và Địch lệ Nhiệt Ba, nhưng sau đó là câu chủ thích, liệt kê theo thứ tự bảng chữ cái và tuổi tác. Hành động này nhằm mục đích không muốn fan hai nhà cấu xé nhau vì vấn đề phiền vị. Đây cũng có thể được xem là lời tuyên bố công khai về vấn đề fan của thời gian vừa qua, đồng thời dặn dò fan chỉ quan tâm phim, không nên rước phiền toái ngoài lề về cho Dương Dương và địch lại nhiệt bà. Em là niềm cứu hãnh của anh được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Cố Mạn. Bộ phim xoay quanh hai nhân vật là Vu Đồ và Kiều Tinh Tinh. Kiều Tinh Tinh là đại minh tinh nổi tiếng vạn người mê, đại diện cho một vựa game đình đám. Vũ Đồ là nhân tài trong ngành hàng không, cũng là đại thần của game mà Kiều Tình Tinh làm đại diện. Chính trò chơi này đã là cầu nối để đưa hai con người không quen biết đến với nhau và bắt đầu yêu nhau. Chúng mình là Hồng phim, nếu như các bạn cảm thấy những bộ phim mà chúng mình vừa kể trên rất hay và hấp dẫn, vậy thì đừng quên like, đăng ký kênh và sau đó nhấn vào biểu tượng quả chuông để được nhận thông báo mỗi khi chúng mình ra đầu mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.